Hello mấy cô chú. Đúng Bữa rồi. nay con sẽ đố cô chú ba câu. Đố cô chú con ma với trái cà với con rồng là cái gì cô chú? Dễ ẹt, cô chú không biết nữa. Là con ma cà rồng. Đúng Đúng luôn. luôn mấy cô chú lại là con đi con sẽ đố cô chú một câu. Là một còn một con ma với tụi canh với cái nơ là con ma gì? Là ma nơ canh của chú. Hello cô chú tiếng nghe. Con sẽ đố cô chú thêm câu nữa. Con ma với người nhảy với con chuột là người ta là cái gì? Trời ơi, câu này dễ. Là câu này dễ à, câu là con ma nhảy múa với chuột á. Con à. Nha.